đêm nào cùng anh trên phố đông. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý đồng hương, quý thân hữu gần xa chương trình giới thiệu tác giả và tác phẩm. Chương trình này sẽ ra mắt tiểu thuyết Đầu Tay Giọt Sầu Mùa Thu và nhiều nhạc phẩm đa dạng hoàn toàn mới mẻ của tác giả, lần đầu tiên xuất hiện trên nền âm nhạc Việt Nam cũng giống như tại hải ngoại. Tất cả được thể hiện qua những giọng hát đã được quý vị yêu mến bấy lâu nay: Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Mai Thanh Sơn, Nhật Lâm, Việt Khang, Bảo Vi, Ngọc Anh Vi, ban nhạc Lung Tung Sèn. Chương trình sẽ được long trọng diễn ra một đêm duy nhất thứ bảy ngày 2 tháng 7 năm 2022 trong hí viện sang trọng Rose Center tọa lạc tại 14140 All American Way, Westminster, California 92683, đối diện với City Hall và nằm bên cạnh công viên tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Vé hiện đang có bán tại VHealth and Beauty, địa chỉ 9517 Bosa Avenue, Suite A, Westminster, California. Số điện thoại 714-718-9688, 714-316-9900, 714-718-9688, 714-316-9900. Ngày 2 tháng 7, 2022, chúng tôi sẽ mở cửa đón khách lúc 5 giờ chiều, chụp hình lưu niệm, tâm tình với tác giả và các ca sĩ trong không gian rộng rãi ngay tại đại sảnh của hí viện Rose Center. Chúng tôi, Đặng Minh Ti, Mã Tiểu Linh, Dương Quốc Quy đồng tổ chức, trân trọng kính mời.